Này thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với trí nhất thiết chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Nên đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học như vậy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với quả dự lưu chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học nên đối với quả nhất lai bất hoàn a la hán cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học như vậy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với quả vị độc giác chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học như vậy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với tất cả hạnh đại bồ tát chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học như vậy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán sắc và tướng của sắc là không mà học nên quán thọ tưởng hành thức và tướng của thọ tưởng hành thức là không mà học như vậy thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán nhãn xứ và tướng của nhãn xứ là không mà học nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ và tướng của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là không mà học như vậy thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học này thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên quán sắc xứ và tướng của sắc xứ là không mà học, nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ và tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ là không mà học. Như vậy, thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học.